Sáng ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe khách trên quốc lộ 20 khiến nhiều người thương vong. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe khách Dương nằm chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến km 48, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, thì sẽ ra va chạm với xe khách 16 chỗ chạy chiều ngược lại. Sau cú tông mạnh, xe khách dường nằm đẩy xe 16 chỗ vào lề đường bên trái. Hai xe biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 4 người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn.